Mình tên là Hồi, năm nay mình 53 tuổi rồi, là giáo viên tiểu học. Thì mình có một câu chuyện về em của mình. Thì em của mình năm nay là 49 tuổi. Thì em bị trạch cái đốt N4, thì đi bệnh viện chụp thì bác sĩ bảo là phải mổ luôn, chứ không để thì nó sẽ bị chèn dây thần kinh và sẽ bị liệt chân, là không đi được. Mọi người có nghe thấy mình không? Chị ơi em nghe rõ ạ. À, ừ. Thế thì về thì ở trong trong thôn đấy thì cũng có bác sĩ, thì bảo là thôi cứ gửi phim về đây để tôi gửi lên trên viện Đức xem là người ta xem cho thế nào, chứ không 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 mổ ngay. Hôm đấy là em mới đi chụp ở bệnh viện quốc tế Hải Phòng. Thế khi về thì gửi luôn đi bác sĩ Việt Đức, thì người ta cũng bảo là phải đi lên viện là mổ luôn, chứ không để nó chèn. Thì em mới đi ra, đi lên viện bưu điện ở trên Hà Nội. Thế thì mổ mổ vào cuối tháng 9. Cuối tháng 9 thì sang đến đang ở bệnh viện thì em mới gọi điện, em bảo là chị ơi, chân em hôm nay là mổ xong rồi, thì hôm nay bác sĩ bỏ được băng ra thì nâng ấy, không phải chân mà xin lỗi, là nâng ấy. Mổ xong rồi thì là bác sĩ hôm nay mới đến mới tháo ra cho em, thì là chân em là nó teo đi rồi, nó teo mà nó mềm nhũn ra mà không đi được. Thế thì rất là sợ, thế cứ khóc ở trên bệnh viện thôi. Thế thì hôm đấy thì mình cũng đã trải nghiệm cái sản phẩm của Venus của mình rồi, em bảo thế em cứ yên chí rồi thì về thì rồi thì tìm cách khắc phục. Thế thì ở nhà mình mới đặt cho em một bộ combo 5 với lại một hộp sơ với canxi. Thế thì hôm nay em mới về là ngày 10 11 tháng 10, thế bắt đầu là cho dùng luôn. Thế về nhà thì em bị táo bón là không đi được, thế mình mới cho dùng sơ. Thế là mỗi ngày một hộp, mà một 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 thìa đó, thìa cà phê. Xong em pha uống thì bảo là chị ơi em đi được rồi, may quá. Thế mà hôm đấy mà lên bệnh viện mà có cái hộp này thì tốt, chứ em ở viện em cũng không đi được. Thế là nhờ người ta đi ra mua cho rau vào ăn hết 40.000 một mớ rau mà cũng không đi được. Xong lại mua cả thuốc, mua cả kiểu cái gọi là men tiêu hóa đấy. Thế là cũng vẫn không đi được. Thế xong rồi lại cả xịt cả phịt nữa. Thế về thì uống cái sản phẩm này của mình là có một hôm thôi. Thế là hôm sau em đi được, bảo là em đi em sướng, em bảo là ôi rồi đi thích lắm, nó không bị đau nữa, vì cái vết mổ nó vẫn đau mà không đi được. Thế mà hôm nay táo bón đi được thì em sướng. Thế xong đến lúc gì về thì bắt đầu là dùng dùng thì em ấy cũng dùng cái sản phẩm bột này, một ngày là cũng 2 cốc này. Thế với lại lên Venus Pack này nữa, nên là cũng cứ một ngày một gói đấy. Thế em dùng với lại thêm cả 2 viên canxi, mỗi ngày cho 2 viên canxi. Thì mấy hôm đầu thì về thì chân nhũn lắm, chân em ấy nó không còn tí cơ nào, nó nhũn như là sợi bún ấy. Thế mà teo đi thì nhìn em đi rất là thương. Tôi cũng đã đưa lên cái cảm nhận Venus cho mọi người người, người xem á, thì đi chỉ được một vài bước là bắt đầu là nhọc lắm, xong là ai nhìn thấy thì cũng thương. Thế thì nghĩ bảo là như này thì chết. Thế xong là bác sĩ nó bảo là bác sĩ bảo em là trong 1.000 ca thì có 2 ca như này. Thế thì số của cô là không may đấy. Ở bệnh viện bác sĩ bảo thế. Thế thì về nhìn thấy một em thì là một chỗ doanh nghiệp, mà là trong doanh nghiệp của em là có những công nhân để làm bên cái bên thủ công mỹ nghệ. Thế thì đang điều khiển công nhân rất là làm rất là việc rất là nhiều như thế. Thế mà bị như thế thì rất là thương, mà nghĩ là bây giờ cơ ngơi đấy, xong này việc làm nhiều như thế không ai quán xuyến cho. Thế thì bảo thôi em cứ kiên trì em dùng. Thế bắt đầu thì về cứ em dùng như thế, thì kết hợp với lại xoa bóp này, hàng ngày nên xoa bóp rồi thì luyện tập thêm. Nhưng mà dắt đi thì cũng không đi được mấy, bởi vì chỉ đi được vài ba bước là đã thấy mỏi chân rồi, không đi được. Xong là mình mà dắt đi thì
em ấy víu vào vai mình là rất là nặng, đi rất là khó. Thế thì cứ dùng dùng xong là khoảng một tuần thì bắt đầu chân thấy bắp chân có thịt rồi, bắp chân nó mới đi. Đây là cái bức tranh mà em mới đang Cái đi vâng đấy, đi cái đây là video hai cái cái video video này thì là cái này là cái trước đúng không ạ? Cái này là đúng cái rồi, sau đúng không ạ? Vâng. cái này là cái Cái trước trước là còn đi cái này là trước đúng không ạ? thuật Là đấy, còn đi. chỉ đi được một tí thôi, cái đấy chỉ đi Vâng. một tí thôi, mỗi tí Vâng. là thục thục thôi. Đấy là Ok. cái ngày này là về nhà được khoảng độ 4 ngày này, cái này Vâng. được khoảng 4 ngày này, còn Vâng. cái video sau này được khoảng 5 ngày. Vâng. Tức là cái thời gian mà đây là 4 ngày mà từ bệnh viện về đúng không ạ? Là chị ý như thế Đúng này, rồi. tức là lúc đấy đã dùng Đấy. Mnet chưa ạ? Cái đấy dùng rồi, về cái Dùng là rồi đúng không ạ? chị cho dùng luôn mà, đặt luôn từ hôm trước khi chưa về mà. Vâng, Thế thế cái sau là lúc là ở bệnh viện gần như là kiểu như là cái chân nó bị teo cơ các thứ đi đúng không ạ? Nó bị chèn dây thần leo kinh. rồi mà em mới gọi Vâng. điện về là cứ khóc và là chị ơi giờ chân em thế này, giờ em làm sao mà nghĩ bây giờ mình mới khoảng gần 50. Thế Đúng rồi ạ. mà trong nhà thì lại còn có xưởng, có công nhân các thứ mà bao nhiêu việc, thế mà giờ ngồi một chỗ thì sao mà chân thì không đi được, mà nó là rất là xinh xắn. Thế mà đấy về thì bụng thì to, thế mà sồ xề ra, thế mà tí nữa một cái video mà quay về sau này giờ gọn À, gàng đây đây là là sau 10 ngày đúng không chị? Là đi được tốt hơn cái này là sau 10 ngày này à, đấy. quên được tốt hơn rồi đúng không ạ? Hay Đấy, quá. thế còn một một cái vừa chị gửi cho Nga đấy Vâng. là cái đấy là khoảng 15 ngày. Vâng, đây ạ, có cái này thì là Đây khoảng cái này là 15 ngày. 15 ngày này. Đấy Vâng, cái này từ đây. 15 ngày là tự đi rồi. Vâng. Là cái bước chân nhìn là nó gọi là Nó có khác, hồn còn như hơn rồi đấy. hôm nay thì đi được nhiều rồi, hôm nay đi hết đi đầy rồi, không không như này nữa Vâng, đấy. rồi. May quá. Đấy, tức Đấy. là chị mọi mọi người hình dung như này, đấy là chị ấy là làm cái công việc là làm may chị nhỉ? Chị làm bên không phải làm à, cũng có xưởng may nhưng Tức mà là không có phải xưởng may, may mà mà có làm quản một lý. có hai xưởng, một xưởng là thủ công mỹ nghệ làm bằng thủ công bằng tay đấy, còn một xưởng may thì là phải điều khiển rất là nhiều việc. Thế mà tương Vâng. lai thì nhiều như thế, mà giờ nghĩ chân tay mà như thế thì khó. Vâng. Thế lúc gì thì em cứ kiên trì thôi. Thế thì đến hôm nay thì mấy hôm nay thì bị ở chỗ quê chị là đang có Covid, là nó mới xuất hiện ấy lắm, cho nên là cũng chị cũng là trong dạng bị F2, cho nên là cứ ở nhà chứ không lên. Chứ mấy hôm nay lên thì em mới gọi điện là giờ em đi nhanh rồi chị ạ, em đi Vâng. thoải mái, em không không phải Vâng. sinh hoạt trong một cái phòng nữa. Hôm trước là cứ các cái sinh hoạt ở trong phòng, thế nhưng giờ thì thoải mái đi lên xưởng trên xưởng dưới rồi xuống nhà ăn các thứ, đi thoải Vâng. mái mà rất là vô tư, rất là tốt rồi. Thì Vâng. cũng cảm ơn cái dòng dinh dưỡng của mình này giúp cho em tôi có cái sức khỏe tốt như thế. Vâng. Ờ, chị ơi, thật sự là em nghĩ tưởng tượng đến giống như kiểu là một cái bộ phim mà nó sẽ có hai cái kết khác nhau ấy. Đấy. Ví dụ như là đang chiếu một bộ phim về một về chị đấy, thì là một người mà đang có những cái sự nghiệp các thứ đang rất là tốt, thế vì một cái giống như kiểu gần như là cứ gọi là gần như kiểu một cái tai nạn đi đấy, thì là khiến cho chị đấy là phải phải phẫu thuật đúng không ạ? Thế xong là nếu như mà không 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 biết gọi là cái cách phục hồi bằng dinh dưỡng thì rất có thể là chị ấy sẽ rất là khó khăn để có thể đi lại được, và coi như là tương lai nó mù mịt luôn đúng không ạ? Đấy. Rồi còn theo theo một cái kết thứ hai, đấy là khi mà đã biết đến cái sản phẩm wellness rồi và chị đã sử dụng cái sản phẩm, thì mọi người thấy đấy là khi mà chị sử dụng cái sản phẩm này rất là sớm thì cái khả năng phục hồi nó rất là cao. Đầu tiên đấy là cái cảm nhận đầu tiên, đó là cái sản phẩm chất xơ đúng không ạ, là chị sử dụng và thấy là tiêu hóa rất là tốt. Với cái nữa đấy là chị sử dụng cả cái bộ combo 5. Combo 5 thì bao gồm cái wellness pack của mình, wellness bột và kết hợp thêm cái canxi nữa. Thì đây là cái wellness bột nhà em đang đang hết mất cái hộp hộp sẵn. À, thì là em để ra ngoài này. Đấy đúng rồi ạ, đấy chính là cái wellness bột đấy ạ. Thì cái wellness bột của mình nó rất là giàu cái thành phần protein. Thì như lúc nãy mà
thì đã phân tích cho mọi người đấy. Thì protein nó chính là cái thành phần chính cấu tạo nên cái tổ chức tế bào xương của mình, đúng không ạ? Nó sẽ giúp tăng sinh collagen cho xương. Đấy, đồng thời nó cũng là cái thức ăn chính của gan, giúp gan của mình khỏe mạnh, chuyển hóa dinh dưỡng tốt hơn này. Nó sẽ phân chia canxi và các cái khoáng chất với cái hàm lượng phù hợp cho từng cái bộ phận của mình. Và nó cũng là cái thành phần của những cái yếu tố miễn dịch giúp cho bảo vệ cơ thể của mình tốt hơn. Và nó sẽ nhanh chóng phục hồi lại những cái tế bào của dây thần kinh đã bị chèn ép mọi người nhé, để nó sẽ tránh được cái hiện tượng là teo dây thần kinh dẫn tới là bại liệt vĩnh viễn đó. Hay là cái thành phần wellness viên của mình, wellness viên của mình thì nó có cái omega 3, thì nó là một cái chất kháng viêm cực mạnh, đúng không ạ? Nó chống lão hóa này, và nó cũng là cái gọi là giúp tăng cường sản sinh ra collagen, tạo nên những cái mô sụn mới. Nên là những cái người mà bị xương khớp ấy thì rất là nên sử dụng cái sản phẩm này để nó có thể là kháng viêm và gọi là phối hợp trong việc là hình thành xương, đúng không ạ? Rồi là rất là nhiều những cái thành phần khác nữa. Và rất là may mắn khi mà chị lại biết đến cái sản phẩm Wellness và là chia sẻ sớm cho chị ấy, đúng không ạ? Và em chúc chị ấy là sẽ gọi là nhanh chóng có thể là đi lại được bình thường và có được cái cuộc sống như bình thường, đúng không ạ? Lại tiếp tục những cái sự nghiệp của mình cũng như là những cái mục tiêu, những cái ước mơ trong cuộc sống chị nhé. Cảm ơn cô nhé. Vâng ạ, cảm ơn chia rất sẻ là của may chị. Bởi vì là về là dùng ngay, thế là hôm trước thì về công nhận là những cái công nhân là đến họ đến trông họ cứ ái ngại, họ sờ đến cái bắp chân nó không có một tí cơ nào, nó lũn ra như là bún ấy. Thế mà nhìn thì chỉ dám quay đi khóc chứ không dám khóc trước mặt em ấy. Đến lúc gì thì cứ động viên mà thôi, cứ tin tưởng em cứ dùng đi. Thế xong rồi cũng kết hợp với lại xoa bóp với lại cũng cũng nhiều thứ, nói chung là cũng phải gọi là ăn trị liệu cái đúng thứ không này kia. Thì cũng ạ? nhiều thứ kết hợp mỗi thứ một tí thì chị cũng tin chắc là cũng cái dùng được ngay cái sản phẩm của mình thì nó cũng kết hợp thế nó cũng nhanh, chứ còn nếu mà cứ để lâu chẳng hạn lâu thì chắc chắn nó cũng sẽ lâu đi lại khó khăn. Đến giờ thì chưa hết một bộ con bo đâu, chưa được một tháng, chưa hết mới được khoảng tháng. Hôm nay em về là 11 tháng 10, thế mà hôm nay là 10 18 17 tháng ạ, 17 11 17 tháng 11 17 tháng là độ 11 thì cũng được hơn hơn tháng một tháng tí rồi, chưa hết một bộ. đấy. Còn Thế mấy mà em nghĩ là nếu mà cứ tin lời bác sĩ lúc đấy, mà bác sĩ bảo là đấy 1.000 trường hợp thì có 2 người bị như thế, xong là chấp nhận nhỉ, gọi là chấp nhận là đấy mình sẽ đi lại khó khăn rồi này kia, mình không tin tưởng vào cái gọi là mình mất đi cái ý chí ấy, cũng như là mình cũng không đi tìm những giải pháp khác, thì có phải là bây giờ đã là một câu chuyện khác không ạ? Đó, cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn câu chuyện của chị Hồi. Và đấy, em chúc chị là sẽ lan tỏa được